Vâng, và để tiếp nối chương trình hôm nay, dân thanh gửi đến anh chị em mình trong bài ca cổ 126 trong bài Khi đời con còn có má. Má, má ơi, con thấy mình được hạnh phúc nhất thế. Hãy subscribe.
dốc cuộc đời mà chúng con còn có mẹ, hạnh phúc nào bằng khi con được phụng dưỡng tự thân. Trước mà kính yêu con thấy mình bé nhỏ vô cùng, muốn được muôn đời trong vòng tay của mẹ. Cuộc đời của má là những bản trường khai.